Dạ tiên. em xin chào quý cô chú bác anh chị yêu thích may vàng bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 quay trở lại với địa chỉ vườn của em Giàu ở Hưng Phú, Cái Răng, thành phố Cần Thơ chia sẻ cùng cô chú anh chị một số giống mai mới ha, để giờ mình lấy bo ghép nha cô chú anh chị. Chị xin chào em Giàu ơi. Dạ em chào chị, quý cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay thì em cũng về một số cái phôi mai cũng như là một số cây giống để mình sưu tầm giống cũng như là mình lấy bo mình ghép cây chị. Rồi cũng như là mình chuẩn bị nuôi mai chuẩn bị Tết 2022 chị ơi. Rồi vô cái số 1 nha chị ơi. Số 1 đầu clip cô chú anh chị nha, là cây mai gì đi em ha? Dạ cây đầu clip này là một cây cúc 7 tầng. Dạ cúc 7 tầng. Thì cây này em ghép cho mình 7 bo luôn. Một cây dáng nằm rất đẹp nè. Này, này ra sum xê luôn. Chị ghép được 7 bo luôn ha. Dạ, ghép được 7 bo. Dạ. Đế đẹp đó luôn nha cô chú anh chị. Và đang nằm trong chậu chữ nhật luôn ha. Rất là đẹp. Cây này rất tốt luôn nè. Ra cây đọt lá mới cho mình rất là nhiều luôn. Rồi, mới mua xong á cô chú anh chị. Dạ. Rồi, em ra hôm số. Dạ cây cao là 40. Cái bề nằm này là 56. Còn cái riêng cái thân nó nằm á. Đâu rồi? Riêng cái thân nằm nó là 34. Dạ 34. Này nó hơi bị nó bò dữ lắm. Cái hoành này. Hoành móc lỗ này đi. Dạ cái hoành ngang đây được 16. Cây này về mình lấy bo là được nhiều lắm á cô chú anh chị. Cây này em sẽ đỡ qua cái chậu chữ nhật mũ cho mình và em ship cho mình. Dạ. Cây rất đẹp luôn. Dạ. Rồi cây cúc 7 tầng mã số 1 này em xin giao lưu là 2.500.000 bao ship mình luôn. Dạ bao ship rồi luôn cái chậu cô chú anh chị nha. Dạ mã số 1. Mã số 1. Rất đẹp. Dạ, cúc 7 tầng nha cô chú anh chị. Rồi, mình về mình lấy bo nhiều lắm cô chú anh chị nha. Dòng cho mình luôn. Rồi. Dạ rồi. Dạ tiếp theo mã số 2 là một cây cúc thọ hương gì ơi. Dạ cúc thọ hương. Cây này già mùa rồi. Đó, có mặt bông cho mình luôn. Cái bông này nó mới đi 80 vậy. Này mình ghép được 2 bo cô chú anh chị nha. Dạ rồi, cây cao 36. Tàn ngang 48. Cái hoành ngang đây là 10. Dạ hoành 10. Cái này em sẽ bó bầu và ship cho mình. Dạ rồi, cái cúc thọ hương mà số 2 này em xin giao lưu là 340.000 bao ship mình luôn. Dạ 340.000. Rồi, dạ. Em đổi cây. Tiếp theo mã số 2 là một cặp mai giống gồm cây đọt đỏ với một cây hoàng phước long. Dạ, cây đọt đỏ cô chú chị nha. Cây hoàng phước long cao 33. Còn cây đọt đỏ cao cũng 33 luôn. Cái đọt đỏ nó lè cho mình luôn. Một cặp hai giống nha cô chú anh chị. Rồi. Đây. Cặp mai mã số 3 này con xin giao lưu là 220.000 bao ship mình luôn. Dạ 220.000. Rồi, rồi. Tiếp theo cặp số 3 là một cặp số 4. Số 4. Cặp số 4 là một cây cúc VIP và một cây quý phi. Dạ cây cúc VIP cao 35. Cây quý phi cao 33. Cặp cúc VIP này con xin giao lưu 220.000 luôn. Dạ một cặp cúc VIP với lại một cặp với một cây quý phi nha cô chú anh chị. Rồi. À, tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cây cúc đỏ hương 7, một cây đại lộc. Một cây đại lộc. Mã số 5, một cây đại lộc. Cái này thì ghép một bo nhưng bo to rồi. Cái này là già cây rồi. Dạ. Vô dây kéo cũng đều tàn rồi cô chú anh chị. Đây nha. Là có nút ngủ cho mình luôn. Dạ. Thì đại lộc này nó từ 5 đến 49 cánh. Cái này thì con cũng bó bầu bạn ship mình luôn. Dạ cây đại lộc cao 57. Tàn ngang 33.
Cái đây lọc mã số 5 này con xin luôn là 300k bao ship mình luôn. Dạ 300 nghìn thôi cô chú anh chị nha. Rồi con đổi cây. Dạ, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cây cúc bi. Cây này dạng là mini mình để bàn mình chơi. Dạ. Cái này mình ghép được 2 bo nha cô chú anh chị. Dạ cây cao 20. Tàn ngang 32. À, hoành ngang đây được 6. Cây cúc bi mã số 6 này con xin vô là 200k bao ship mình luôn. Dạ 200 ngàn. Và mã số 7 là một cây cúc tư long. Cái này thì con ghép 2 bo rất là tốt cây luôn nè. Quá trời giọt đọt luôn á cô chú anh chị. Lá to to không à. Dạ cây cao 47. Cái hoành thì nó dạ cái hoành này được 6. Dạ hoành được 6. Cả ngón tay mình đó cô chú anh chị. Mà mình ghép được 2 bo cô chú anh chị nha. Rồi cái mã số 7 này cũng xin giao lưu là 180.000 bao ship mình luôn. Dạ 180.000. Rồi. Dạ tiếp theo mã số 8 là một cái nhị đỏ. Số 8 là một cây nhị đỏ. Cái này về lấy bo được liền cô chú anh chị. Lấy bo nó về cho cô chú ha. Này có cái củ cho mình luôn nè. Tròn do luôn. Hai cái giò nằm chà bài á. Dạ hoành ngang đây được 6. Cây cao 27. Cái mã số 8 một cây nhị đỏ này cũng xin vô luôn là 210.000 ba dạ, ship mình luôn. 210.000. Dạ rồi. Dạ tiếp theo mã số 9. Mã số 9 gồm một cây gì vậy? Mã số 9 là một cây đọt đỏ và một cây quý phi. Dạ, một cây đọt đỏ quý phi đi ghép với gấp nhớt với gửi hết cô chú anh chị nha. Rồi. Cho cây đọt đỏ có 33. Còn con quý cây quý phi cao 25. Cặp mai mã số 9. Cặp mai mã số 9 thì con xin luôn 220.000 ba ship mình luôn. Dạ, 220.000. Tiếp theo mã số 10 là một cây dẻo nu. Số 10 một cây dẻo nu, nó bể nu cho mình luôn nè. Đã. Dạ cây cao là 35. Này, cái mã số 10. Mình nó thấy nu nhiều cái mình cắt ra mình ghép cái giống mới vô cô chú anh chị. Rồi, cái dẻo nu mã số 10 này con xin vô luôn là 200k bao ship mình luôn. Dạ 200.000. Tiếp theo mã số 11 là một cặp mai gồm một cây quý phi và một cây vạn phúc. Mã số 11. Quý phi và vạn phúc. Này mỗi bên đây mình được 2 bo nha cô chú anh chị. Cây bên đây là cây quý phi. Dạ. Rồi, cây vạn phúc cao 50. Cây quý phi chỉ cao có 18 thôi nhưng mà được 2 bo nó có cái tàn hơn. Đây con đo cái hoành hảo cho mình luôn. Dạ cái hoành của cây này được 7. Hoành cây cũng đây cũng được 7 luôn. Cặp mai mã số 11 này con xin yêu là 280.000 bao ship mình luôn. Dạ 280.000 nha cô chú anh chị nha. Rồi con đổi cây. À, cô chú anh chị mình sưu tầm còn thiếu giống mai nào thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Dạo cô chú anh chị ha. Dạ tiếp theo mã số 12. Mã số 12 là một cái cúc thọ hương. Cây này dáng bay đẹp lắm nè chị. Cái đế cũng thấy cưng nữa cô chú anh chị nha. Đó, mình giờ mình hai chậu khác một xíu là ra dáng liền nha cô chú anh chị. Đấy rồi. Dạ cây cao 17. Tàn ngang 42. Hoành được 11. Đây cái cúc thọ hương này rất đẹp luôn nè. Cái này Tết này có mặt bông cho mình luôn. Dạ rồi, cái mã số 12 này con xin giao lưu là 360.000 bao ship mình luôn. Dạ. Cái này con sẽ bó bầu và ship cho mình. 360.000 cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Dạ tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cây hoàng quyết long và một cây tư long, hai con rồng. Dạ.
Dạ, cây hoàng quyết long cao 34, còn cây tư long cao 40. Cặp mai mã số 13 này cũng xin vô luôn là 300k bao ship mình luôn. Dạ, 300.000 nha cô chú anh chị một cặp. Một như cặp hai giống. Dạ, tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là một cây hoàng quyết long. Cây này cành. Thì mình ghép được 3 bo luôn cô chú anh chị nha. Dạ, 3 bo, cành lá tùm cho mình luôn. Hoàng quyết long. Bông này rất là nhiều cánh, nhiều lớp cánh nha cô chú anh chị. Dạ, cây cao 46, tàn ngang 25, cái hoành cũng khá lớn hả chị? Cái hoành được 10. Lớn dữ rồi. Dạ, cây mã số 14 này con xin giao lưu 190.000 bao ship mình luôn. Dạ, 190.000. Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 một cây cúc thọ hương. Bo cũng khá nha cô chú anh chị nha. Cái này bo khá mà tàn, khá là tròn của mình luôn. Cái này thì con ghép hai bo mà gần như là liền rồi nè. Liền chỗ bo ghép rồi. Và cây cao 39, tàn ngang 86. Cây mã số 15 này con xin vô luôn là 400k bao ship mình luôn. Dạ, 400.000 nha cô chú anh chị. Cây cúc thọ hương. Cúc thọ hương mã số 15. Rồi, đây cũng là cây cuối clip và con cũng chân thành cảm ơn quý chú anh chị các bạn ủng hộ con trong các clip vừa qua, thì cũng như là xem theo dõi con hết clip này. Rồi, con hẹn gặp mình ở các clip sau. Rồi, cảm ơn em đã chia sẻ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha.